báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đến các kỳ họp trước của hội đồng nhân dân thành phố. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri cần biết nguyên tại nơi một số ý kiến kiến nghị tới đại biểu hội đồng nhân dân thành phố. Như đề nghị số 12 hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14. Thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 hội đồng nhân dân tỉnh. Cử tri xã Đồng Nguyên đã gửi tới đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh các nhóm ý kiến về quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong dân. Ngoài ra, cử tri đề nghị tỉnh xem xét hoạt động của công viên.